Chị, cái này là mấy anh cái dầu tắm đấy cũng xài được mà. Đúng không? Nếu mà da mình khô quá mình cũng vẫn xài được mà, một cái mùi thơm không phải dành riêng cho phái đẹp không đâu. Chị, cái này nó không có dành riêng cho phái đẹp đâu, nó thơm thơm cái mùi body của mình ấy. Thật sự em thấy nếu mà mình da khô quá mình xài nó cũng ok, cũng có vấn đề gì hết. Em thì em thấy nó vậy. Đây, đúng rồi đây. Hà có cái dầu gội này Hà mới về. Tại vì Hà có chị khách Hà bán cái này đó là theo cái yêu cầu nhá. Mùa hè phảng phất mùi thơm, đúng rồi, tốt hơn mùi chua phải không nhỉ? Đúng, chính xác luôn chị. Mùi mùi chanh chị, mùi chanh mùi chua chị. Cái này nè chị, cái này nó là dầu gội luôn nhá, dầu gội sâm luôn nhá. Hà có đăng lên trên bài là con Hà và nó thật luôn đấy mọi người luôn, Hà đăng lên đấy. 28 em ở California. Em ơi Jenny Huệ, nếu mà em ở California đó thì em phải mua cho chị lần đơn là phải trên 500, thì lúc đấy là chị sẽ free ship cho em được nhá. Chị nào sẽ nhắn được chị, đúng rồi. Nếu mà em ở bên đấy thì em phải mua là 500, đơn trên 500 thì lúc đấy chị mới free ship, chị mới ship cho em được. Đó. Với lại vừa phần nữa em biết làm sao không? 500 á, và vì chị lấy hàng á thì chị lấy rất là nhiều của công ty, rất là nhiều mấy mấy công ty lận. Mà nếu mà một một chỗ mà lấy mà ship đi á phải là 500. Nhưng mà nhiều khi cái món hàng của em nhiều khi nó không có nằm vào trong mỗi công ty đấy, thật sự nó cũng hơi là kẹt đấy. Nó cũng hơi là khó đấy. Những cái set nếu mà mình mua những cái set lớn á thì nó sẽ rất là nhanh nha cả nhà nha. Cái dầu gội này á thì mọi người biết rồi. Cái dầu gội này của nó nha, nó là vừa là dầu gội mà nó đâu có vừa có dầu xả ở trong này luôn nhá. Nó vừa có dầu xả ở trong này luôn. Một tip này á, Hà sale với cho mọi người nó là 17 đồng nhá cả nhà nha. Cái này á thì mọi người biết không? Nó trị được cái là tóc hư tổn nha cả nhà nha. Chị ở bên áo em, chị ở bên áo. Chị ở bên áo em. Nếu mà em mua đó, em mua bên qua bên Mỹ á, là chị sẽ ship trực tiếp cho em luôn ở bên công ty qua luôn á, chứ chị không có gửi từ đây ra qua đâu. Cái này á thì mọi người biết không, cái dòng này nè, Hà biết là Hà bán theo yêu cầu của chị ở bên 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 Thụy Sĩ nè. Chị nói là chị nói chị hay mua ở bên trên Amazon, nhưng mà Amazon tới hai mươi mấy đồng lận nha chị nha, tới hai mươi mấy đồng lận đó. Cho nên là chị mới hỏi em là có bán cái này không. Thì em nói là nếu mà chị thích cái này, chị nói là xài cái này rất là thích, chị xài quen rồi. Cho nên là chị mình cứ lấy, mình cứ thích nó, mình trải nghiệm nó nha. Một cái tip này nó vừa là đấy, thì nói chung cái thành phần của nó đó, vừa là dưỡng tóc, vừa là coi như là chống tóc hư tổn này kia này, mình uốn gội nhiều này nọ kia đấy, rồi nó sẽ gội xong cái tóc nó mướt lắm, cực kỳ nó mướt, thích luôn đó cả nhà. Nó là vừa dầu gội dầu xả ở trong này luôn nha cả nhà nhá. Em hỏi coi cái tip này nó là bao nhiêu mil. Chưa nhìn thấy cái này ta. Chưa nhìn thấy cái tip này của nó ở đâu bao nhiêu. Mọi người yên tâm cái này á hả, cái đáp của nó tới năm 2025 lận nhé cả nhà. Cái tip của nó nó rất là bự, Hà thấy nó rất là bự luôn mà Hà chưa nhìn thấy nó ở đâu nhá, nó nhỏ quá này, nó lý nhí ở đây nào, không thấy đấy. Cầm lấy một cái ha. Cầm lấy một tip ha. Mọi người phải trải nghiệm nó. Cái này là của LG nha cả nhà nha, hàng của công ty đàng hoàng nha cả nhà nha, công ty LG đàng hoàng nha cả nhà nha. Hàng của công ty không phải là hàng trôi nổi, không phải là vớ vẩn linh tinh nha cả nhà. Nên mọi người yên tâm xài nhé. Ừ. Ừ. Cái này là dầu gội LG, cái này là chiết xuất từ nhân sâm luôn đó cả nhà. Chiết xuất từ nhân sâm luôn nhé. Hồi trước Hà giờ biết là rất là nhiều chị em mình hỏi Hà cái này, nhưng mà Hà bà không không có, nhưng mà sau đó là mấy chị nói là em lấy về đi, chị lấy luôn mấy tip luôn á, cho nên đâm ra là Hà nói ok bán theo khách yêu cầu đó, chứ trước là có khách hỏi rồi. Hồng Vũ chị cảm ơn em lấy một tip nhá. Trải nghiệm nó đi cả nhà, tại vì cái này nó có cả dầu xả ở trong này luôn này, xài xong nó móng mướt tóc lắm, xài không mướt.